Ơi, bà con muốn ăn cá trứng thì bà con chú ý những vấn đề này. Vấn đề này nha bà con, những người biết rằng cá trứng, những người ăn được tốt, thịt nó tốt và cá nó hiền. Nhưng mà có những người có bệnh thế này, không ăn được cá trứng đó bà con. Những người đang bị viêm, đang điều trị ung thư, tuyệt đối không nên ăn. Đang bị sốt, tiểu đường, đang bị gan, sỏi mật đó bà con, những người không ăn được cá trứng đó là những người đang bị viêm, đang điều trị ung thư, đang sốt, tiểu đường, bệnh gan, bệnh sỏi mật, đó là bà con ta tuyệt đối không ăn cá trứng bà con ơi. Đó, còn lại là cá trứng nó rất tốt bởi vì nó có chất đạm nè, chất béo nè, chất kẽm omega 3, phốt pho, nên rất có lợi cho sức khỏe của trẻ em, bà bầu, phụ nữ có thai đang cho con bú á, cải thiện thiếu máu, hệ miễn dịch, bệnh tim, hỗ trợ xương khớp, huyết áp, đó bà con thấy không, đó nó gì đó không, nhiều lắm á, tốt không, là làm cho mắt, đó, mắt tốt nữa, đó, thấy không bà con. Cho nên khi bà con ăn á là ăn bình thường như những loại cá đã ăn thường ngày, mà ta ăn 5 ngày liền thì phải nghỉ 2-3 ngày rồi mới ăn tiếp. Ngoài những người đó là còn được ăn tốt hết nha bà con. Bà con chú ý đợi khi ăn cá cho nó tốt, cá trứng nha bà con ơi. Xin chào, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp nào.